Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Realme GT Neo 2 có chơi liên quân được khoảng 4 năm hay không? Giữa Redmi Note 12 Turbo và Redmi K50 Gaming, máy nào chơi game mượt hơn, sử dụng lâu dài tốt hơn? Và có nên mua chiếc Asus RG Phone 7 làm máy chính? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé, bắt đầu thôi. Sửa chữa iPhone giá gốc, tổng quà tặng lên tới 1 tỷ đồng tại Mobile City. Chi tiết dưới phần mô tả video. Mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào mà xem nhanh, kích vào từng câu giúp mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Realme GT Neo 2 liên quân 4 năm tới ổn không anh? Giờ này nhiều bạn hỏi về chiếc Neo 2 nhỉ? Công nhận giá tốt, cấu hình cao, rất toàn diện trong tầm giá. Tất nhiên là cách tính của mình thì không thể chính xác 100% được. Nó chỉ áng chừng mà thôi các bạn nhá. Và theo mình thấy thì cũng không có cách nào tính chuẩn hơn cả. Thì đây, Neo 2 dùng con chip Snap 870 đúng không? Sau 4 năm đi, nó sẽ xấp xỉ ngang với cả Snapdragon 835 bây giờ. Các bạn chờ đi xem. 870 xuống 865 này, 855, 845 và 835 đúng chưa? Hiện tại theo mình thấy với con chip Snap 835 quẩy liên quân thì gọi là tạm ổn chống cháy thôi, chứ còn không thể ngon được đúng không? Các bạn chơi đầu bạn thấp nhất này và chơi cho vui giải trí thôi, chứ còn quan trọng cái việc thắng thua ấy thì mình nghĩ là không nên nhá. Khi mà con mắt đông người với cả choi hát ấy, kiểu gì cũng sẽ bị tổn đúng không? Mặc dù chiếc Neo 2 thì công nhận là tối ưu Snap 870 tốt thật, nhưng mà đó, sau khoảng 4 năm thì hơi đuối. Mình nghĩ là khoảng 3 năm là ok, sang năm thứ tư thì chắc phải gắn thêm sò đó. Nhưng mà công nhận trong tầm giá các bạn mua chiếc Neo 2 thì quá chuẩn bài rồi. Cấu hình rất toàn diện và mình thấy sau 4 năm ấy, chiếc GT Neo 2 không có điểm gì để mà lạc hậu cả đúng không? Màn hình cũng là Super AMOLED 120Hz rồi, cũng hai loa, pin trâu sạc nhanh, camera tốt, phần mềm thì dùng làm máy chính ok, lạc hậu kiểu gì được. Phải như mấy con flagship bây giờ cơ, kiểu màn hình 60Hz ấy thì may ra mới lạc hậu, chứ còn Neo 2 là rất ok nhá. Chốt lại câu hỏi của bạn thì đó, theo mình với chiếc GT Neo 2 bạn chơi liên quân thì 3 năm sẽ ổn, sang năm thứ tư thì hơi nguy hiểm nhá, chắc phải gắn thêm sò. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, giữa 12 Turbo và K50 Gaming nên chọn máy nào chơi game mượt, sử dụng lâu dài, anh tư vấn giúp em với ạ. Thì theo mình thấy rõ ràng là chiếc Redmi Note 12 Turbo rồi, máy sở hữu con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 này. Theo lý thuyết ấy, nó mạnh xấp xỉ ngang với cả Snapdragon 8 Gen 1, nhưng mà vì nhiệt độ mát hơn, vậy nên hiệu năng thực tế thì sẽ mạnh hơn so với cả K50 Gaming nhá. Cụ thể này, hiện tại với chiếc Redmi Note 12 Turbo, khi mà bạn áp sang phiên bản ROM TN không bị bóp ấy, quẩy Genshin hơi bị sung luôn. Đồ họa cao nhất max setting nhá, trên 58 FPS, một con số quá tuyệt vời. Trong khi với chiếc K50 Gaming thì tuổi gì đúng không? Chơi Genshin trung bình còn đuối chứ. Vậy nên chiếc Redmi Note 12 Turbo vừa mạnh hơn này, vừa mát hơn thì sử dụng lâu dài sẽ ok hơn nhá. Có chăng ấy, chiếc K50 Gaming sẽ chỉ đem lại cho các bạn trải nghiệm gaming sướng hơn một chút ở một số tựa game. Ví dụ các bạn chơi game bắn súng này, Free Fire, PUBG, COD ấy thì các bạn sẽ có hai phím trigger chơi game bắn súng còn sướng hơn, đúng không? Rồi thì loa ngoài của chiếc K50 Gaming cũng sẽ hay và chuẩn hơn so với cả 12 Turbo nhá. Máy có tới 4 loa ngoài cơ mà, chất lượng âm thanh rất tốt và thiết kế của K50 Gaming thì có phần chất hơn đúng không? Đèn LED RGB các kiểu này, khung kim loại, cầm khá là cao cấp. Bù lại thì chiếc Redmi Note 12 Turbo thiết kế cũng khá ổn nha, mỏng nhẹ này, camera không bị lồi, cầm nắm tốt. Và viền màn hình của chiếc 12 Turbo ấy mỏng hơn K50 Gaming khá nhiều nha, nhìn sướng hơn. Thôi, cho lại câu hỏi của bạn thì theo mình, bạn nên chọn chiếc Redmi Note 12 Turbo tại vì hiệu năng tốt hơn này, nhiệt độ mát hơn. Chỉ trừ khi nhá, bạn chuyên chơi game bắn súng, thích phím trigger thì mới lấy chiếc Redmi K50 Gaming. Chuyển sang câu hỏi thứ 3, có nên mua LG Phone 7 làm máy chính không hay mua máy khác? Thì theo quan điểm của mình nhá, các bạn nên mua máy khác tại vì trước giờ ấy, chọn gaming phone làm máy chính chưa bao giờ là ý tưởng tốt cả. Mặc dù công nhận chiếc Asus RG Phone 7 thì hiệu năng mạnh thật, chơi game sướng thật. Snap 8 Gen 2 mà, nó sẽ chỉ thua so với cả Red Magic 8 Pro mà thôi, quẩy ổn game max setting, hai phím trigger chơi game bắn súng sướng này, nhiều tính năng hỗ trợ bạn chơi game tốt hơn. Và loa ngoài của chiếc Asus RG Phone 7 thì rất rất hay các bạn nhá, âm bát đánh cực kỳ chắc luôn, thậm chí âm bát còn hơn cả chiếc Xiaomi 10S cơ. Nhưng mà để dùng làm máy chính thì là một câu chuyện hoàn toàn khác nhá. Thứ nhất này, ngoại hình thiết kế của chiếc RG Phone 7 thì rất to, rất dày, rất nặng, cầm nắm không thoải mái, nhất là đối với bạn nữ. Thứ hai, màn hình của máy thì theo mình nhá, không tốt trong tầm giá, đó, mượt thôi chứ còn hiển thị không quá xuất sắc. Mình cảm thấy màn hơi tối nhá, cầm với cả chán siêu dày luôn, kém xa so với cả điện thoại phổ thông bây giờ. Và về cả phần mềm nữa, nếu mà các bạn mua bản sách tay thì rõ ràng rồi, không có tiếng Việt này, trễ thông báo rất thường xuyên, áp sang ROM quốc tế thì không dễ bằng so với cả những máy phổ thông. Còn chưa kể tới là cái phần camera của chiếc Asus RG Phone 7 ấy, tuy là phần cứng ok nhưng mà thuật toán thì làm chưa tốt, chất ảnh cho ra chỉ được dùng cơ bản mà thôi, không tốt trong tầm giá. Vậy nên với câu hỏi của bạn thì đó, theo mình, chỉ trừ khi bạn thực sự rất là thích chơi game, thích thiết kế của chiếc Asus RG Phone 7 thì mới nên mua làm máy chính thôi nhá. Chứ còn bình thường ấy, bạn nên chọn những chiếc điện thoại phổ thông hay là flagship, nó sẽ ok hơn.
Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Và link mua tất cả các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.